Rồi, xin chào cả nhà, chào các bạn. Rồi, các bạn có khỏe không? Tôi thì một buổi sáng với chiều tối thì thường tôi sẽ tưới nước, tưới cho cây. Thì hôm nay làm một cái video này để chia sẻ cho cả nhà là chúng ta, các bạn đang ở miền Bắc hay miền Trung? Đấy. Thì các bạn thấy là cái tháng 8 này là cái khí hậu ngoài miền Bắc là nó có sương muối. Chả biết nó có muối hay không, nhưng mà về khái niệm của tôi là cái sương đêm nó rất là độc. Nó chứa rất là nhiều axit. Chứa nhiều axit, và khi mà axit nó bám vào các cái cây, lá cây thì nó gây, có thể axit rồi nó kèm các cái hoạt chất gây cho cái lá nó bị nhiễm độc, nên là rất nguy hiểm. Các bạn dù buổi chiều các bạn tưới rất là nhiều rồi, nhưng mà buổi sáng các bạn cũng nên tưới. Và có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn này, với mình thì mình sẽ tưới vào cuối giờ chiều, tức là muộn một chút. Thậm chí có những hôm mình tưới rất muộn. Tại sao phải là phải tưới muộn? Thứ nhất ý là bạn tưới như vậy thì cái hạt sương ấy, cái sương mù nó rơi xuống thì nó không có khả năng bám dính vào lá nữa, bởi vì trên mặt lá nó vẫn đang còn các cái tồn dư từ nước mình tưới. Các bạn hình dung điều này chưa? Nó vẫn còn cái lớp bề mặt, gọi nước bề mặt, thì cái sương nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thế là sáng nay sáng các bạn ra bạn lại dùng vòi bạn xịt nữa, tưới trên lá. Đấy. Nếu mà trên bề mặt chậu, bề mặt của bầu cây nó ẩm ướt rồi thì cũng chẳng cần tưới nhiều. Chúng ta chỉ cần tưới vẩy trên bề mặt lá thôi, để làm rửa trôi các cái sương đêm, các cái sương độc, các cái lớp muối, rồi là các cái lớp axit yếu nó còn đọng lại ở trên lá, thì nó gây cái màu sắc lá sau này nó sẽ không được tươi, nó không đẹp. Và thậm chí là nó xỉn màu, có trường hợp còn rụng rất rất nhiều lá. Đấy, có những năm mà các nhà vườn không để ý, hoặc là người ta trồng với số lượng rất là nhiều, người ta không quản lý. Nó có hiện tượng là lá cây cứ đến mùa lạnh là nó xỉn lá và nó rụng hết. Và gây xấu, và nhất là các bạn mà làm về thương mại thì đây là một sự thiệt thòi rất là lớn. Bởi trên thực tế thì nếu mà các bạn có lưới che được thì càng tốt. Không có lưới che thì chúng ta cũng phải chịu khó thôi. Tưới hết ở trên bề mặt này, này. Kể cả cây bonsai, cây thế, cây nghệ thuật. Đấy, đấy, nghệ thuật, chúng ta tưới hết lên. Đấy, làm rửa trôi các cái chất độc tố. Nó còn bám đọng trong một đêm rất là nhiều độc tố. Nhất là các bạn mới chơi cây, hoặc là những người mà đam mê cây, thì cái động tác các bạn tưới này, bởi vì thực sự chị em phụ nữ nó không thích. Suốt ngày tưới tắm, vợ thì chẳng tưới gì cả, cây thì chăm sóc hơn người, lúc nào phải tưới cây. Khổ cái nó đam mê thế mới làm nào các bạn. Mình cũng giống như các bạn thôi. Cũng vợ chồng đôi khi nó cũng có những cái sự lục đục trong gia đình. Sự không đồng thuận về việc mình chơi cây, đam mê cây. Cái đấy là bình thường trong cuộc sống này. Đấy. Các bạn đang xem đây là cái cây dạ hợp. Cái cây dạ hợp này nó có một cái đặc tính là nó có hoa quanh năm cả nhà. Những cái lúc mà nó có hoa này thì các bạn chú ý là buổi sáng thì chúng ta quan sát cái cây nào có hoa thì chúng ta tưới vừa phải thôi, để cho nó, thứ nhất là nó không vào cánh hoa nó rụng, và thứ hai là cái cây nó sinh trưởng. Ôi cái cây này nụ hoa to đùng luôn, sợ thật đấy. Đấy, kể cả những cây mộc này nhé các bạn nhé, cây mộc các bạn cũng tưới phủ lên bề mặt lá, xả hết rồi. Buổi trưa các bạn có điều kiện, có thời gian thì cũng tưới buổi trưa nữa. Một số anh em mách là tưới buổi trưa cũng rất thú vị, cây cũng khỏe lắm.
Nhưng mà cơ bản là anh em đam mê thì đúng là cứ rảnh lúc nào là nghĩ cây cối thôi. Nói thật các bạn, do công việc mà bận bề bộn bề nhiều thì mình không có để ý, không 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 có, nhưng mà đã ngồi và làm việc với cây này thì mê lắm, đam mê, làm chẳng bao giờ hết việc cả nhà, không bao giờ hết việc. Mình cho mình nghỉ ngơi thôi chứ còn bảo bây giờ là nhất, bây giờ là mình cũng là cái người sáng tạo nội dung, vẫn phải là ngồi để tư duy, tính tư duy rồi suy nghĩ làm sao để có những cái nội dung hay để gửi đến cộng đồng, làm video dựng phim đấy. Rồi ngoài ra còn khách hàng, ôi rất nhiều thứ các bạn, nhiều việc, quá nhiều việc. Có những lúc mà các bạn là cộng sự giúp việc thì đôi khi thì làm lại không được ưng ý mình ấy. Để tưới đây, các bạn cứ tưới lên phân, tưới tưới lên thân này nhé, cứ tưới phun hết lên thân, cây nó vừa mát, nó vừa là tạo độ ẩm. Ôi cái cây này nụ hoa nhiều quá, vừa tạo độ ẩm rồi thông thoáng khí, nó thải các cái độc tố ra từ trên lá rồi cả cái hệ thống dưới đất nữa, rễ dưới đất. Đấy. Khi mà buổi chiều hôm trước các bạn tưới đậm một lần rồi thì sáng hôm sau là các bạn tưới sẽ nó sẽ dần nhàn hơn rất là nhiều. Thế còn những trường hợp mà các bạn một ngày, hai ngày không tưới, các bạn lại phải tưới nó vất vả hơn, đứng lâu ngoài ruộng hơn. Năm nay chẳng hiểu sao lại chơi rất nhiều loại cây có hoa màu trắng các bạn. Đấy, ví dụ cây dạ hợp là hoa trắng này, mộc hương hoa trắng này, hoa ban trắng này. Đấy, là gì nữa? Hoa nhài cũng trắng này, trà bạch cũng trắng này. Có duyên với màu trắng năm nay. Vậy thì đấy, tưới vài phút thôi đã xong rồi về cơ bản đó. Bởi vì chiều hôm trước là chúng ta đã phải tưới đậm buổi chiều rồi, sáng hôm sau các bạn tưới nhàn hơn nhiều. Chuẩn bị chúng ta lại đón một cái mùa hoa, một cái mùa hoa mộc rồi, hoa mộc bắt đầu lại khoe, chuẩn bị khoe sắc rất thơm. Khả năng là mình nghĩ là cái cây hoa mộc hương là một cái cây mà nó sẽ đi bền nhất, bởi vì con người ta càng ngày chơi càng tinh túy hơn, chơi những cây nó chất lượng, từ những cây suông người ta có thể tạo hình một thành một cái cây nghệ thuật có những cốt đẹp. Ở ngày hôm qua thì mình có mấy vị khách, có những anh khách cũng phải nói là rất là khó tính, tức là người ta kỹ tính. Đấy, yêu cầu là chọn những cây mộc hương phải nói là không cần to lắm nhưng mà nó phải đẹp xuất sắc, nó có cái đường nét theo yêu cầu, ví dụ như là cây nó phải thoát thân, chia nhiều cành chia ngọn, thận thân phải thẳng, rồi là có những cây thân bụi nên phải nhiều mầm nhiều nhánh ở dưới gốc để anh về anh nuôi. Và anh này anh xác định là chăn nuôi là 10 năm 20 năm, bởi vì cái quỹ đất của anh đang có, bỏ không quỹ đất anh thấy lãng tiếc phí quá, anh tiếc công. Anh yêu cầu là sưu tầm cho anh. Cái môn nghệ thuật cây cảnh này là cái môn nghệ thuật gọi là chinh phục, tức là sự chinh phục chính mình. Đam mê cứ càng chơi nó càng yêu càng mê các bạn. Càng mê thôi.
mà ai đã thấm vào với cây cảnh cây rồi thì bỏ đi là rất là khó, khó lắm. Mình có một số anh bạn cũng là giáo viên, giảng viên của trường lao động xã hội. Đấy, nhưng mà anh cũng là người mà buôn cây rất nhiều năm. Anh mình hỏi bảo thế bây giờ anh cho anh chọn các cái nghề khác không phải là cây thì anh có chọn không? Không. Anh nói là không, anh không bỏ được cây. Mặc dù là cũng là kinh doanh thôi, nhưng mà vấn đề là ngoài cái công việc kinh doanh có tiền ra thì người ta cũng thấy niềm vui ở trong đó các bạn. Người ta thấy niềm vui. Đôi khi mà chúng ta kiếm tiền hoặc là làm cái gì đấy mà nó không vui, nó khiến cho chúng ta không vui thì chúng ta sẽ không có năng lượng để chúng ta làm. Đúng không? Các bạn để ý quan sát cái điều đó. Ai cũng vậy mà. Làm nó bình an, nó vui vẻ thì chúng ta có cái tinh thần khí thế làm. Và nhất là những người mà làm thương mại như mình, vừa là tạo hình ra thì anh em lại qua ủng hộ. Thì khi mà họ ủng hộ các cái cây mình thì chứng tỏ là cái cây nó phải có một cái vị thế gì đó trong tâm trí của những người chơi. Các bạn công nhận mình không? Đấy. Đấy, cái mộc. Đấy các bạn nhé, kể cả mộc hương buổi sáng các bạn cứ phun lên mặt lá cho mình. Phun hết này. Đấy, xương là nó trôi xuống cây nó sẽ rất đẹp. Và nhất là những cái cây này ấy, mà được nuôi ngoài ánh nắng này, cây đẹp lắm. Các bạn chú ý nhé. Cứ phơi ngoài nắng này ra mà cứ nước đủ này, phân đủ, lá nó bóng đẹp lắm. Cây nó đanh cây, nó khôn cây. Mình hay dùng cái từ gọi là khôn cây. Nó rất là khôn. Nó không dại dại, những cái cây mà thiếu nước, à thiếu ánh nắng. Rất là dại cây. Nhìn cái biết ngay. Ngày hôm qua có một anh hỏi tư vấn cái cây mộc hương. Anh cháu biết anh đùa mình sao, anh gửi ra một cái ảnh chẳng thấy hình cây đâu, mỗi cái lá. Mình bảo ôi cái cây này thiếu nắng. Và cái lá của một cái cây mà nó thiếu nắng chúng ta nhìn biết ngay. Nó xanh nhưng mà xanh rất là dại. Đây nó xanh xanh bóng, xanh sáng. Thì cây được ăn đủ nắng. Ok. Đấy, bây giờ là sẽ tắt máy bơm đi. Tắt máy bơm. Buổi sáng nên tranh thủ thế này thôi, rồi còn làm việc khác các bạn. Còn số lượng nhiều thì các nhà vườn mà làm số lượng nhiều thì phải có người giúp việc. Thì có các bạn giúp việc sẽ tưới cho. Thì cái mà mình thú vị nhất ở đây chơi cây là buổi sáng chúng ta có cái năng lượng thực sự đến đi qua cái vườn, rồi là đi làm về đi qua cái vườn đứng lại một chút thấy nó năng lượng. Buổi sáng chúng ta phải đón những cái năng lượng tích cực, kể cả các bạn có giận dỗi vợ, giận dỗi chồng, nhưng mà vẫn phải có một cái gì đấy để giúp cho mình thoải mái lên. Đấy. Rồi xin cảm ơn cả nhà, chúc các bạn vui vẻ nhá, thành công nhá.